Các bạn mến và các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi một cái app đăng ảnh kiếm tiền và đăng video kiếm tiền nha mọi người. Một trong vòng một tuần lễ là mình kiếm được 75 đô nha mọi người. App đó tên là Kiki Team and Money by Stride What You Love gì nè. Tiếng Anh mình cũng không giỏi, mong anh em thông cảm. App này được cập nhật ngày 25 tháng 9 năm 2019 nè. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nè. Kiki rất tuyệt vời, tạo sân chơi cho mọi người, tôi rất thích Kiki. App này là rất uy tín nha anh em, tại vì có một bằng chứng là một người bạn mình đã gỡ hình có tiền ra cho mình rồi. Anh em click cái phần link mô tả, mình nó sẽ đẩy về anh em về Xích Lay hoặc App Store, anh em cài đặt vào nha. Còn này mình đã cài đặt rồi, mình sẽ mở, anh em chơi đi. Anh em nào không có tài khoản PayPal thì iPad với mình mình sẽ gửi email của mình qua rút tiền đi, mình sẽ đổi thẻ cào qua cho anh em hoặc là bắn tiền qua cho anh em qua Momo. Khi anh em chưa có ấy thì khi anh em mở app lên thì anh em bấm vào sign up. Mình bấm vào sign up, mình đăng ký một cái số tài khoản, anh em số điện thoại là Việt Nam nè. Có 84 đầu thì mình bỏ số 0. Mình sẽ đăng ký số điện thoại nào đâu. 32 99 31 577. Cái feed name này là cái tên nha, tên trong app mình nghe mọi người. Mình sẽ tùy anh em đặt tên gì cũng được chứ. Feed name mình đặt tên là Phan Quyền Qua đi. Anh em đặt cái bắt buộc là mật khẩu của mình. Rồi anh em bấm vào sign up nha anh em. Anh em chờ chút. Nó đang lót vào ứng dụng anh em. Anh em chờ chút. Anh em chơi cái app này đi, rất là uy tín. Mình đăng ảnh kiếm tiền vào khi mình tạo tài khoản, nó tặng cho mình 5 đô nha anh em. Mình đăng ảnh mà phí rút hơi cao, tới 75 đô đó. Mà anh em đừng có lo, yên tâm đi, rất là mau. Mình sẽ kiếm có những cái app nào kiếm tiền nhanh mau rồi mình mới đăng chứ. Kênh của mình sẽ đăng những phong cảnh và những app kiếm tiền mau nha anh em, không có ít, không có tiền ghép. Mình không có thích tiền ghép nhiều. Rồi đó anh em, nó vô đã là nó vô đó anh em. Nè. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em từng mục cho anh em chơi nha. Đầu tiên là ngôi nhà nè. Pha mình qua trang chủ của mình đi. Anh em qua hình dấu gạch của mình á, đồ ngự của mình á. Anh em chờ chút nha. Tại vì nhà mình cũng hơi xa mạng, hơi lát, mong anh em mong mọi người thông cảm nha. Anh em chờ chút nghe, vợ đang lót có hơi lâu chút xíu. Ứng dụng này có 16 MB mà anh em ơi, tại vì nhà của mình hơi xa với wifi nè. Anh em follow với mấy người này nè, kết bạn với mấy người này nè nghe anh em.
Yumi UFO luôn. Cái này cũng giống như là kawaii anh em.